nhân đẹp nhất cho du ký kiếp nạn thứ 82 của Đường Tăng, cả đời không con nhưng vẫn thanh tú ở tuổi 71, từng bật đèn xanh cho Đường Tăng nhưng không được đáp lại tình cảm. Mỹ nhân Tô Du Ký này sau đó đã lập gia đình nhưng phải chịu cảnh không con cái cả đời. Ngày xưa, khi đạo diễn Nam Thiết thực hiện bộ phim Tô Du Ký, bà đã đi khắp cả nước để tìm kiếm những người đẹp. Nguyên tắc mà bà tuân theo lúc đó là yêu quái cần phải có vẻ đẹp của yêu quái, tiên nhân phải có vẻ của tiên nhân. Vì vậy, chúng ta thấy trong Tô Du Ký có tiên nữ Hàn Nga đẹp lạnh lùng, không vướng bụi trần, cũng có bạch cốt tinh đẹp huyền bí, mạnh mẽ và quyến rũ. Có rất nhiều yêu quái đã từng có ý định hại Đường Tăng, nhưng mỗi lần, ý chí của Đường Tăng đều rất kiên định. Dù đối phương có đẹp đến mấy cũng không làm dao động trái tim ông. Nhưng tại một nơi, trái tim Đường Tăng đã có lúc rung động, đó là Nữ Nhi Quốc. Quốc vương Nữ Nhi Quốc khi ấy do diễn viên Chu Lâm thủ vai. Bà xinh đẹp, thanh lịch, có khí chất thực sự của một nữ hoàng. Nhưng khi bà trở thành quán quân của Đường Tăng, mỗi lần gọi ngự để ca ca lại khiến lòng người rung động. Diễn viên Từ Thiếu Hoa, người thủ vai Đường Tăng từng thẳng thắn nói rằng khi diễn cùng Chu Lâm, ông không dám nhìn mặt bà. Mỗi lần nhìn bà, ông lại quên mất lời thoại và từng quên lời tới 8 lần liên tiếp. Và từ những giọt mồ hôi mỏng manh trên mặt Đường Tăng cùng việc ông không ngừng niệm kinh để tự làm dịu lòng mình. Có thể thấy sư phụ thời điểm đó thực sự đã có tình cảm với nữ vương Nữ Nhi Quốc. Chỉ là Đường Tăng mang trên mình trọng trách đã được định trước rằng ông không thể có duyên phận với những mối tình trần gian. Hai người chỉ có thể ước hẹn trong kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Việc Chu Lâm diễn vai quốc vương Nữ Nhi Quốc cũng có một giai thoại nhỏ. Ban đầu, đạo diễn Dương Khiết hứa hẹn giao vai diễn này cho Dương Xuân Hà, người đóng vai Bạch Cốt Tinh. Thực ra, đạo diễn muốn Dương Xuân Hà đóng Bạch Cốt Tinh nhưng thời điểm đó, việc diễn vai phản diện là điều mà nhiều diễn viên né tránh. Họ nghĩ rằng vai chính diện mới thực sự thu hút khán giả. Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết vẫn nỗ lực thuyết phục Dương Xuân Hà đóng vai này bởi bà cảm thấy nữ diễn viên có vẻ đẹp và uy phong của nhân vật. Kết quả, Dương Xuân Hà đặt ra một điều kiện khiến đạo diễn Dương Khiết rơi vào tình trạng khó xử. Bà nói, sau khi hoàn thành vai diễn này, cô hy vọng sẽ được đảm nhận vai nữ vương Nữ Nhi Quốc để phục hồi một phần hình ảnh. Đạo diễn Dương Khiết quyết định chấp nhận yêu cầu này. Tuy nhiên, khi thực sự bắt đầu quay, bà cảm thấy việc này thực sự không phù hợp. Rốt cuộc, vai diễn Bạch Cốt Tinh đã sâu đầm trong lòng người. Nếu xuất hiện lại trong vai nữ vương Nữ Nhi Quốc, điều này sẽ khiến khán giả cảm thấy không vừa mắt. Lúc đó, bà đã chọn Chu Lâm, cảm thấy chị Chu Lâm mới diễn ra được khí chất dịu dàng như nước. Chính vì lý do này mà Dương Xuân Hà nổi cơn thịnh nộ với đạo diễn Dương Khiết. Bà không cho phép gia đình và bạn bè xem Tây Du Ký. Cho đến khi đạo diễn Dương Khiết qua đời, bà vẫn chưa tha thứ cho nữ đạo diễn. Tuy nhiên, mối lo ngại của đạo diễn Dương Khiết thực sự có thật và khả năng lựa chọn diễn viên của bà thực sự đáng ngưỡng mộ. Nhân vật quốc vương Nữ Nhi Quốc do Chu Lâm thể hiện thực sự phù hợp với bản gốc và cũng đúng với sự kỳ vọng của khán giả. Ở ngoài đời, người ta nói rằng Chu Lâm có tình cảm với Từ Thiếu Hoa và đã từng bật đèn xanh cho ông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Từ Thiếu Hoa đã kết hôn nên không thể đáp lại tình cảm này. Chu Lâm cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng vì thường xuyên đi diễn và ít khi ở bên nhau nên bà không muốn có con. Đến khi muốn có con thì tuổi đã cao. Dù khó khăn, bà vẫn cố gắng và từng có thai, tuy nhiên, do diễn xuất mà bị hỏng. Sau sự việc đó, cặp đôi quyết định không sinh con. Vì vậy, cho đến bây giờ, Chu Lâm và chồng cô đều không có con cái. Trong những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau đi du lịch, chụp ảnh và tận hưởng cuộc sống. Bây giờ, khi đã 71 tuổi, Chu Lâm vẫn còn rất thanh lịch và điềm đạm. Có lẽ cuộc sống chính là như vậy, luôn có những điều chúng ta mong muốn nhưng không thể đạt được. Trạng thái vừa đủ chính là tình trạng tốt nhất.